Hỏi tiếp theo. Dạ con chào sư, sư cho con hỏi là một người nữ cư sĩ gương mẫu cần phải có những phẩm chất gì và cần có kiến thức giáo lý như thế nào? À, sư đã có cái video á là phụ nữ ha. À. Thì có một số video quý vị có thể xem là phụ nữ dưới góc nhìn nhân quả sư Hạnh Tuệ ha. Rồi đa số phụ rồi cái này không phải. Đâu rồi? À rồi tại sao phụ nữ đi địa ngục hoặc sanh thiên? À rồi video là bất hạnh và hạnh phúc của người phụ nữ, sư có 3 video đó. À không, cái này là có đoạn ngắn thôi. À nguyên nhân bất hạnh và hạnh phúc của người phụ nữ nè. À, và phụ nữ dưới góc nhìn nhân quả thì có 2 cái video về phụ nữ quý vị có thể xem, sư nói nó rõ rất là nhiều. Ừ. À, còn quý vị hỏi là phụ nữ cần có những phẩm chất gì thì ở đây sư chỉ nói ngắn gọn thôi, tức là thuần thục, biết cái những cái công việc trong gia đình, biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng các bậc trưởng thượng trong gia đình, rồi có giới hạnh, rồi có niềm tin nơi tam bảo, có kiến thức giáo lý. Đương nhiên mà quý vị hỏi là cần kiến thức giáo lý như thế nào thì ở trong kênh của sư á, có các video về các lớp giáo lý Phật pháp đó, quý vị có thể chọn một lớp bất kỳ mà quý vị học. Sư thì đề nghị ha, dành cho người mới thì quý vị học lớp kinh 38 pháp hạnh phúc á, nó sẽ rất có lợi ích cho quý vị. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.